Day. Xin chào quý vị và các bạn, Thanh Vân cùng với Đẹp 24/7 đang quay trở lại với mọi người đây. Có lẽ là tất cả mọi người chúng ta thì sẽ rất là nhiều người biết đến khái niệm về cung hoàng đạo đúng không ạ? 12 cung hoàng đạo đó chính là biểu tượng cho một vòng tròn 360 độ, tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Và mỗi một con người chúng ta khi sinh ra thì lại mang trong mình một cung hoàng đạo với những đặc trưng cá tính rất riêng. Ví dụ như là cung Ma Kết, cung Bạch Dương hay là cung Sư Tử. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phong cách trang điểm theo 12 cung hoàng đạo, hay còn gọi là series trang điểm theo 12 cung hoàng đạo. Và số đầu tiên trong series này sẽ là Aries Makeup, trang điểm theo phong cách của cung Bạch Dương. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Wednesday. Nhiệt tình, mạnh mẽ, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng, đó chính là những đặc điểm của cung hoàng đạo Dương Cưu. Và Thanh Vân xin nhắc quý vị một lần nữa, đó là phong cách trang điểm Bạch Dương này thì sẽ chỉ phù hợp khi mà chúng ta đi dạ hội, dạ tiệc và cần có một sự xuất hiện thật sự nổi bật. Còn nếu như chúng ta muốn đi ra đường với phong cách này thì nên tiết chế và làm cho nó đơn giản đi một chút. Như vậy là chúng ta đã quá đủ để nổi bật rồi đúng không ạ? Và các bạn nữ nào yêu thích tô vẽ lên khuôn mặt của mình theo phong cách này, các bạn hoàn toàn có thể thử trải nghiệm và hãy đừng quên gửi ảnh lên Facebook của Đẹp 24/7. Tấm ảnh nào nhận được nhiều like và share nhất tất nhiên là sẽ nhận được phần quà của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị để chúng ta cùng hẹn gặp lại nhau ở những series lần sau của chương trình này nhé. Xin chào!